Xin chào các bác đã đến với kênh Kia Xe Đạp. Những video trước em đã giới thiệu một chiếc Gian TCR 6500 và đã bán sau đấy tầm 1-2 tiếng. Nhưng mà hôm nay em có về một chiếc Gian TCR 6500 nữa, phiên bản nâng cấp hơn rất nhiều. Và sau đây em sẽ đi vào đánh giá chi tiết chiếc xe này. Trước tiên em sẽ lướt qua hình thức chiếc xe này. So với chiếc TCR 6500 mấy hôm trước thì chiếc này có hình thức là mới hơn. Mới hơn đến hình thức còn mới 95%. Hầu như hết xước là người chủ trước rất là giữ xe. Đây các bác có thể thấy cảnh chi tiết chiếc xe đây. Đây là Gian TCR 6500. Đây là website của chiếc Gian. Chiếc Gian này chỉ xuất sang thị trường Mỹ thôi nhé, một chiếc Gian quốc tế. Đây, có thể vào website này search thêm về chiếc xe này. Vẫn sử dụng công nghệ nhôm alu XX cho khung siêu nhẹ siêu bền. Đây là phanh ba mảnh Tiagra, phanh ba mảnh cao cấp. Và chiếc xe này được chủ chức nâng cấp lên một bộ vành cao cấp nhất này, bộ vành Mavic. Các bác có thể lên Google để search thêm về bộ vành này, bộ vành rất là cao cấp, cao cấp đi liền với đắt rồi. Đũa cầm lái hẹ inox, đũa này các bác có thể đi đường mưa mà không sợ gì sét gì hết. Đây, cặp bê đan bạc đạn LC. Đây các bác có thể xem chân trống. Dura là 7700F. Đấy được bác trước nâng cấp lên, nhập thị trường quốc tế đây. Chiếc chân trống khá là đẳng cấp, có thể xem rất khác biệt những xe khác. Đây yên là của Gian, đây các bác có thể nhìn đây. Ghi đông cổ phốt của Gian, xe sử dụng tay lắp Tiagra. Đây là bên lắp lip này, lắp đĩa. Bộ vành cặp luôn. Đây quay thông số xem. Bộ vành Mavic rất là đẳng cấp rồi. 700 × 23C. Mayer Mavic đồng bộ. Đây là phanh trước Tiagra. Đùi đĩa Tiagra. Đùi đĩa 2 tầng. Đây là gạt đĩa. Giờ em sẽ quay size cho các bác xem. Đây size của xe là 47 các bác nhé. Phù hợp các bác 1m6 đến trên 1m7 đi được. Ok. Xe được sử dụng tấu hình 10 lít
và hai đĩa cho xe 20 tốc độ. Giờ em sẽ chuyển lip cho bác xem. Lên lip này. Rất là chân chu. Chủ trước đã rất yêu quý cái xe này và độ lên. Giờ xuống lip. Và xuống lip. Rất là mượt mà chân chu thôi. Ok, bây giờ là lên đĩa. À, xuống đĩa. Lên đĩa. Sử dụng bộ gá đĩa TRA đây là rất là trơn tru anh. Có một lỗi nhỏ rồi. Đây. Xe này có cặp bánh Mavic. Mayer Mavic 10 lít 2 đĩa. Cấu hình Shimano TRA của Nhật. Từ đĩa TRA. Em quay lại tổng thể các bác xem. Đây. Sử dụng đồng bộ. Chân chống của Mỹ. Trong thời gian trở lại đây thì bên em là xe bán rất là nhanh và các bác theo dõi một video thì không thể cập nhật hết được tất cả các cái xe hiện có. Ở bên em thì các bác vui lòng làm theo cách sau để cập nhật tất cả các cái xe hiện có bên em. Các bác vào ứng dụng Zalo rất là thông thuộc. Ấn vào phần cuối cùng. Đây là phần tin nhắn. Ấn vào phần cuối cùng là cái phần này. Và chọn tiếp theo là chọn cái phần mã quét mã vạch ở bên trên cùng như em ấn đây. Đấy là bước thứ hai. Và các bác tạm dừng màn hình. Các bác tạm dừng màn hình vào khoảng 2 giây để tiến hành quét cái mã này, quét luôn trên màn hình TV nhà các bác hoặc ở trên điện thoại của các bác. Cũng như em quét đang quét đây. Các bác giơ điện thoại vào cái phần quét mã vào thì Zalo nó sẽ bật ra một cái đường website là site.google kia sẽ đào, các bác ấn đồng ý để truy cập vào. Thì trong cái mã QR code này nó sẽ có tất cả các cái xe đạp em hiện có tại cửa hàng, ảnh còn là xe còn, mà xe đã bán thì sẽ không còn ảnh. Đấy, các bác có thể cập nhật tất cả các cái xe em hiện có, luôn luôn cập nhật mới trong cái QR code này. Các bác có thể tạm dừng màn hình khoảng 2 giây để quét cái mã theo cái ứng dụng của Zalo. Đấy. Trong cái phần cuối và trong phần quét này. Và mọi chi tiết các bác có thể xem. Muốn xem ảnh chi tiết thêm những cái xe nào thì các bác nhắn Zalo cho em 0975 709 943. Bên em hiện tại là chỉ nhận tin nhắn, không nhận cuộc gọi, bởi vì một ngày bên em rất là nhiều cuộc gọi và không có nhân lực để nghe điện thoại, các bác thông cảm. Ngoài ra các bác có thể tìm em ở trên Facebook Kiên Xe Đạp để theo dõi thêm những cái xe đạp hiện có. Vâng, và nếu các bác quan tâm chiếc xe Gian TCR 6500 này, hãy nhắn tin tới Zalo 0975 709 943 để được xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe này. Hiện tại chiếc xe này đang được bán với mức giá là 12.900.000, miễn phí ship toàn quốc và bảo hành 1 năm. Ngoài ra bên em còn bán những đồng hồ về Nhật, Nga và Thụy Sĩ. Các bạn hãy lên YouTube và tìm kênh Kiên Đồ Cũ để xem những mẫu đồng hồ bên em. Xin chào các bác đã theo dõi video.